Thưa quý vị, mấy năm qua giá tiêu xuống thấp và liên tục ở mức đáy, cộng với thời tiết thất thường, phát sinh các loại dịch bệnh, khiến cho nhiều diện tích hồ tiêu tại Đắk Nông bị chết trắng, nhiều nông dân trồng tiêu đứng trước nguy cơ vỡ nợ rất cao. Đã có rất nhiều hộ phải bỏ vườn tiêu đi nơi khác làm thuê để lấy tiền trả lãi vay ngân hàng trước đó đã vay để đầu tư trồng tiêu. Những hộ đang cố bám trụ với vườn tiêu bệnh thì phải vay nóng với lãi suất cắt cổ để đáo nợ ngân hàng. Vườn tiêu hơn 3.500 trụ của hộ chị Nguyễn Thị Oanh ở thôn 4, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đang ở độ năng suất cao nhất, cả vườn bỗng chết trắng, chỉ còn trơ gốc. Trắng tay vì tiêu chết, để sống qua ngày, vợ chồng chị Oanh đang phải đi làm thuê. Nhưng khó khăn lớn nhất hiện nay là số nợ gần 1 tỷ đồng, trong đó 600 triệu đồng vay ngân hàng sắp đến ngày đáo hạn. Để có tiền đáo nợ, chị Oanh chỉ còn cách vay nóng với lãi suất cắt cổ. Thấp nhất, cứ 1 triệu tiền gốc sẽ phải trả 3.000 đồng tiền lãi mỗi ngày, tương đương mức lãi suất hơn 100% mỗi năm. Mà hỏi mấy chỗ thì nói chung là cũng đang rất là khó khăn. Mà giờ không biết là chúng tôi làm thế nào mà để trả được cái nguồn vốn cho ngân hàng. Thì không biết là dân tôi xoay sở làm sao. Tương tự, chị Lê Thị Viên có 4 hecta tiêu trồng từ năm 2011. Nay cũng chỉ còn trơ gốc. Để có tiền trả lãi ngân hàng, từ đầu mùa mưa năm nay, chị trồng xen các loại cây ngắn ngày như ngô, bắp, sú vào vườn tiêu chết. Nhưng hiệu quả không cao. Số nợ vay đầu tư cho vườn tiêu sắp đến ngày phải đáo hạn. Nhưng chị chưa biết xoay sở như thế nào ngoài cách tìm đến tín dụng đen. Thế bây giờ cũng chuẩn bị giả ngân hàng. Thì muốn kiểu như là nó không có vốn thì mình phải vay. Thì bây giờ nó chết thì cũng chả biết làm nào. Đến thời điểm này, hơn 1.600 hecta, tương đương 70% diện tích hồ tiêu ở huyện Tuy Đức đã chết trắng vườn, để lại nợ vay ngân hàng từ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng cho mỗi nông hộ. Nhiều nông dân đã tới bước đường cùng. Các vườn tiêu chết hàng loạt, và có nhiều hộ là không còn một cái nọc tiêu nào. Đặc biệt là một số hộ đi khỏi địa phương để làm công nhân, lấy tiền trả cái lãi ngân hàng. Chúng tôi đề nghị là các cấp các ngành hỗ trợ người dân, có cái hỗ trợ về khoanh nợ, giúp các hộ dân trồng tiêu.